Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang tới xem kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một phương pháp để biết đúng giá nhà, để khi mình mua nhà thì mình không phải bị hớ tại Mỹ. Thì bạn đã làm việc 2 năm, bạn đã để dành tiền đặt tiền cọc, bạn đã được nhà băng chấp thuận cho mượn tiền để đi mua nhà. Bạn sẵn sàng để mua nhà, đi kiếm nhà. Bây giờ bạn kiếm được cái vùng bạn thích. Bạn đã thấy vài căn nhà mà bạn thích mua. Họ đưa giá cho coi. Bây giờ bạn phải làm sao để biết giá nhà để khỏi bị hớ. Ở Mỹ thì không khó. Đầu tiên khi bạn đi mua nhà thì bạn nhờ một người môi giới bất động sản dắt bạn đi mua nhà. Bạn không phải trả tiền hoa hồng cho người môi giới, chủ nhà trả tiền hoa hồng. Người môi giới bất động sản chuyên nghiệp có bằng cấp thì được sử dụng một cái mạng web tên là Multiple Listing Service. Cái mạng web này sẽ cho người môi giới biết trong vùng bạn muốn mua những căn nhà nào đang kêu bán. Họ có thể mời bạn vào văn phòng của họ, rồi họ trên mạng họ cho bạn xem cái hình, những cái hình của những cái nhà đang kêu bán bên ngoài và bên trong rộng bao nhiêu và giá cả kêu bán bao nhiêu. Giờ ví dụ họ kêu bán 300.000, thì đầu tiên bạn phải hỏi họ cái nhà này chủ nhà mua hồi năm nào, nhà đó rộng bao nhiêu, bao phòng, bao nhiêu phòng tắm, bao nhiêu phòng ngủ và cất năm nào, và người chủ nhà đó trả bao nhiêu. Rồi bạn hỏi chủ nhà trước chủ nhà đó mua của nhà đó năm nào và trả bao nhiêu. Ví dụ người này mua cách đây 5 năm, họ trả 270, bây giờ kêu 300 là kêu sát không. Bây giờ cái nhà người trước nữa thì họ mua 200 mà người này trả mua 250 thì cũng sát, là mình biết là cái giá nhà cỡ đó, từ 200 cho tới 250, 270 hoặc 300 tùy theo tình trạng cái nhà. Cái nhà cũ, nhà mới, lót gạch đẹp, mái tốt hay không. Rồi thì bạn hỏi realtor là bao nhiêu căn nhà đang bán tại chỗ đó. Bạn muốn lấy hết danh sách những cái nhà đó. Cũng hỏi bao nhiêu tiền người chủ cũ bao nhiêu. Nó sẽ in cho ra cho bạn in ra. Có cái tấm hình, có từng chi tiết theo từ mỗi một cái tờ giấy là mỗi cái nhà. Bạn bỏ vô hồ sơ của bạn. Rồi. Đó là nhà đang kêu bán. Thì bạn đi coi những cái nhà đang kêu bán. Thì bạn cái nhà này kêu 300, nhà nọ kêu 350, nhà nọ kêu 208. Thì bạn đi coi để bạn so sánh trên cái giấy đó, phía sau bạn viết những cái gì, những chi tiết. Nhà này có hồ tắm, nhà kia có sân rộng, nhà nọ có cái sân sau cover, nghĩa là có nhà kiến. Rồi bạn viết từng chi tiết mỗi nhà để bạn có quên. Rồi bạn chụp hình. Chụp hình từng căn nhà. Bây giờ bạn nói với người bán nhà, người mà môi giới là tôi muốn biết trong khoảng một năm trở lại, những cái nhà đã bán khoảng một năm trở lại là họ bán giá bao nhiêu. Tôi muốn biết địa chỉ, tôi muốn biết rộng bao nhiêu square foot, bao nhiêu phòng tắm, bao nhiêu phòng ngủ, cho tôi cái địa chỉ. Thì sẽ phải đưa. Khi mà làm vậy á, thì cái computer nó sẽ tính toán theo cái giá nhà bán trong vòng 6 tháng một năm. Nó tính là thành một cái giá trung bình, là cái vùng đó bao nhiêu tiền. Nhà 3.000 square foot
thì trong vùng đó là cỡ bao nhiêu tiền, nó lấy hết tất cả square foot cái giá bán của một cái năm vừa rồi đó, rồi nó tính, thì nó tính là tính theo square foot, nhưng mà nó không có tính là ở nhà này thì cái sân rộng, nhà kia có hồ tắm, nó không có tính cái đó. Nó chỉ tính theo cái giá bán với lại cái square foot thôi. Thì mình như vậy thì bạn biết giá một square foot bao nhiêu đô la cho cái vùng đó. Rồi bạn đi coi từng cái nhà, mình không có vô nhà được ha, tại nhà bán rồi, nhưng mà mình đi coi thử tại sao cái nhà này thì bán 250, tại sao cái nhà này bán 200. Đấy là cái thể nhà này nó cất lên lầu đẹp, nó có máy mới thì nó mắc hơn. Thì như nếu bạn coi như vậy là bạn sẽ có một cái giá, bạn có một cái định được cái giá cả. Để bạn đặt bạn về đi, bạn xong rồi đó, bạn biết rồi đó, bạn ở cái chỗ này là khu này là họ bây giờ giá hiện tại là chừng từ 220.000 cho tới 300. Nếu mình trả 300 là mình trả hớ. Nó sẽ bắt đầu bạn trả từ 240, 240, từ từ bạn trả lên. Vậy là bạn không có bị hớ. Bạn phải nghiên cứu kỹ lưỡng là mỗi nhà nó khác nhau sao. Mà khi mà bạn làm hợp đồng thì bạn có nói là tôi trả giá đó, nhưng mà tôi sẽ cho người inspection, cho người thanh tra của tôi mướn tới coi từng coi có coi từng phòng, từng hệ thống nước này, từ cái mái ngói thử coi có cái nào hư không. Và nếu mà hư á, thì là mình sẽ thương lượng lại. Vì nếu mà nó hở, nếu mà ông thanh tra ông tới thì cái đó, thì ông đó thì khoảng tiền trả mình tiền trăm hiện 200, 250 đô la cho ông tới, nhưng ông coi hết hệ thống nước, ông thử hết đó. Thì ông nói là cái hệ thống nước chỗ này là nó hư rồi, phải làm lại, phải tốn bao nhiêu tiền, là ông cho chuẩn biết. Nếu mà ông nói giờ phải làm lại gì tốn 2.000, thì là mình giữ cái số tiền đó, mình biết số tiền đó rồi. Thì khi mà mình đi thương lượng nhà thì mình nói là phải phải chủ nhà phải, hoặc là họ sửa cái hệ thống đó, hoặc là đưa cho mình 2.000 mình sửa. Thì khi mà bạn nhà là họ kêu 300 thì bạn trả chừng 240 cỡ đó, thì bạn coi rồi bạn nói chắc cái giá trị nó cỡ chừng 270, 270, 278 thôi, thì bạn trả giá 240. Thì bạn làm cái hợp đồng để mà thương lượng cái hợp đồng đó, đó bạn ký. Nhưng mà nếu mà họ ký nữa đó, thì là cũng như là hợp đồng chấp thuận. Thành ra đầu tư bạn trả thấp chút để cho họ thì bạn ký, bạn nói 220 chẳng hạn, thì họ 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 giúp trả lại là 240. Thì nếu mà họ giữ 240 tức là bạn không có phải là bị ràng buộc cho cái số 240 đó. Mà nếu bạn đồng ý 240 thì bạn đồng ý không thuê thì bạn giết lại là 230. Thương đừng qua thương thương lại. Nếu bạn không quen biết về chuyện này thì bạn kiếm một luật sư, nó sẽ giúp bạn. Bạn nên nhớ là người môi giới là họ làm cho cái tiền hoa hồng của họ, họ đứng giữa, họ không có bên bạn mà cũng không bên chủ về vấn đề giá cả. Thành ra nếu bạn chưa không quen biết về chuyện mà điều đình tiền bạc thì bạn nên nhờ một luật sư giúp đỡ, để luật sư ra coi cái hợp đồng coi có những cái điều kiện gì không. Trong hợp đồng thường nó có điều kiện là nếu mà bạn đồng giá rồi thì bạn có 45 ngày để đi làm giấy mượn nợ ngân hàng. Nếu ngân hàng từ chối thì là bạn có quyền chấm dứt cái hợp đồng, là họ phải trả lại tiền cọc. Tiền cọc quá thường thường á là ở đây là 10%, nhưng mà bạn có thể thương lượng bạn đưa 5% thôi. Thì mới đưa hợp đồng thì bạn đưa cho 1.000 để cho nó có cái giá trị theo luật Mỹ. Cái hợp đồng á, thì phải có một chút xíu tiền, thì bạn đưa 1.000 đồng đó để thương lượng lại. Nếu mà cuối cùng mà bạn muốn 250 mà nhà mà chủ không chịu 250 thì thôi, quê á, thì là cái người môi giới nó trả lại cho bạn 1.000 đồng. Nhưng mà nếu mà đồng ý rồi bạn phải đặt tiền cọc, thì bạn bạn phải công ty bạn phải để là tiền cọc là phải 5% thôi, thì mình bớt bớt đưa tiền trước, mà mình đưa cho luật sư của mình chứ mình không có đưa cho ai hết. Mà trong cái câu hợp đồng bạn phải nói là nếu nhà băng không nếu nhà băng cho tôi không cho tôi mượn 3% hay là 4% thì cái hợp đồng này bị hủy bỏ. Tại vì nếu mà bạn không viết ra bao nhiêu phần trăm á, thì nếu nhà băng nó muốn cho bạn mượn mà tính 5% rồi sao mà bạn rút rút chân ra khỏi contract, phải không? Thì mỗi công tra là mỗi tiểu bang nó khác, cách thương lượng nó khác. Nếu bạn chưa 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 có mua lần nào, bạn không phải trong nghề thì bạn nên
kiếm một luật sư, mà phải luật sư nào mà chuyên môn về bất động sản, kêu là real estate lawyer. Thì luật sư nó cũng như bác sĩ vậy hả, bác sĩ mà chuyên môn về tai thì họ khám tai, họ biết về tai, và bác sĩ coi mắt thì họ coi về biết mắt. Bác sĩ mình muốn đi coi mắt thì mình đi bác sĩ mắt, mình muốn coi bác sĩ về tai mình đi bác sĩ tai. Chứ luật sư nó cũng vậy, luật sư mà về hành sự, hình sự thì nó biết cái luật hình sự rất là thạo, còn luật sư về 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 bất động sản thì biết bất động sản. Vậy họ làm một vấn đề, họ làm lâu năm á, thì họ có họ biết nhiều cái luật nó bao la, càng làm á, thì họ họ càng làm họ có biết nhiều kinh nghiệm hơn. Thì là luật sư bất động sản thì chuyên môn là bán nhà đất, bán công ty thương mại, mai mốt có cãi cọ nhà đất, tranh chấp nhà đất thì họ biết luật, thì mình phải có một luật sư của mình, không có tốn tiền đâu bạn, chừng 500 đô tới cho tới 1.000 đô tiền luật sư theo theo từng tiểu bang. Nhưng mà cái đó là tiền nó rất là đáng, tại nếu mà mình không biết mà để không biết cái ký hợp đồng sao đó, có nhiều khi nó giữ luôn cả 5% của mình, 5% trên 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 300.000 thì là 15.000 ha bạn, khó lấy lại lắm. Nên mình kiếm luật sư rồi mình đưa tiền cho luật sư đó. Như vậy là mình chỉ cho bạn là cách định giá để mua nhà để khỏi bị hớ. Chào các bạn nha, bye bye. Thank you.